Theo hãng thông tấn RIA, Nga, các đảng viên của Đảng nước Nga thống nhất đều bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định tái tranh cử tổng thống của ông Vladimir Putin. Đảng này tuyên bố sẽ hỗ trợ ông Putin trong các chiến dịch tranh cử, dù nhà lãnh đạo Nga sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên tự do. Trước đó, ông Putin thông báo sẽ tái tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên tự do. Đảng nước Nga thống nhất sẽ hỗ trợ ông Putin trong các chiến dịch tranh cử và thu thập chữ ký ủng hộ ông Putin cùng với Mặt trận Nhân dân Nga. Cũng tại đại hội của Đảng nước Nga thống nhất hôm 17 tháng 12, Tổng thống Putin gọi việc hỗ trợ các máy bay chiến đấu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là điều quan trọng nhất đối với đảng này, theo báo Izvestia. Ông Putin cũng lưu ý các nhà lãnh đạo, giới chuyên gia và các thành viên của Đảng nước Nga thống nhất rằng SVO phải là ưu tiên hàng đầu của đảng này. Nhà lãnh đạo Nga cũng hy vọng những người đang tham gia SVO, các bác sĩ, giáo viên, nhà khoa học sẽ trở thành ứng cử viên chính, đại diện Đảng nước Nga thống nhất tranh cử Tổng thống. Cùng ngày 17 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ bộ phận hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống cho ông Putin đã được thành lập kịp thời. Ông Putin từng phục vụ hai nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2008. Sau đó, ông giữ chức Thủ tướng và tái đắc cử Tổng thống vào các năm 2012 và 2018. Hồi năm 2020, Tổng thống Putin đã ký ban hành luật cho phép ông tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024.